Xin chào, tuần này là một tuần hết sức bận rộn của thế giới xe hơi với đặc biệt nhiều mẫu xe mới ra mắt. Và đây sẽ là một video recap không hề dễ xem vì chỉ có một mình tôi thôi. Tuần sau chúng tôi sẽ đăng tải video về chiếc BMW 740Li Pure Excellence và có thể sẽ có một video về một chiếc xe phổ thông nhưng hiếm như siêu xe nữa. Bên cạnh đó thì Gia cũng đang tìm kiếm chiếc E200 Exclusive để hoàn thành nốt nghĩa vụ trả nợ cho một số anh em có đòi hỏi về mẫu xe này. Rất mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ của các bạn ở phần comment. Còn bây giờ là thời gian mà chúng ta sẽ dành cho chiếc Mercedes GLC 2023. Chiều dài tổng thể nới ra thêm 61mm và trục cơ sở được cộng thêm 15mm. Như vậy là chiếc GLC 2023 đã giải quyết dứt điểm bàn thua với chiếc X3 ở phần chiều dài tổng thể và tiếp tục lấn lướt ở trục cơ sở. Ngoài ra, mẫu xe này cũng được nhấn mạnh ở vóc dáng thể thao bằng việc nới rộng bề rộng cơ sở phía sau thêm 25mm. Các bạn cũng sẽ có thêm 50 lít ở khoang hành lý. Về mặt thiết kế, chiếc GLC 2023 tiếp tục đi theo xu hướng tròn trịa và mềm mại so với phong cách cá tính góc cạnh của chiếc X3, nhưng nó vẫn nhấn mạnh nhiều vào yếu tố thể thao bằng việc hạ chỉ số cản gió về 0.29 so với 0.31 trước đây. Còn về phần nội thất thì cơ bản là giống hệt với chiếc C-Class 2022 mới ra mắt ở thị trường Việt Nam cách đây ít lâu. Chúng tôi đã có một video tương đối chi tiết về mẫu xe này, mặc dù làm rất nhanh thôi, các bạn có thể tìm kiếm lại để xem. Về mặt động cơ, chúng ta sẽ có khối động cơ 2.0 mild hybrid với 258 mã lực và 399 Nm mô-men xoắn. Như vậy là về mặt công suất thì không thay đổi gì so với động cơ của GLC 300 hiện hành, nhưng tăng cường thêm mô-men xoắn. Đồng thời, đây cũng là những con số về mặt giấy tờ bỏ qua đối thủ X3 khá xa. Về phần kỳ vọng thì tôi sẽ mong chờ bộ công nghệ hỗ trợ lái cao cấp ADAS xuất hiện ở trên chiếc Mercedes GLC 2023. Đây là một điểm mà khá khó hiểu, đó là những thương hiệu danh tiếng như BMW hay Mercedes ở Việt Nam khá là chậm rãi trong việc mang lên các mẫu xe của mình, trong khi đó những mẫu xe Volvo chẳng hạn thì đã có từ rất lâu rồi. Honda HR-V 2023 sắp ra mắt là cái cụm diễn đạt mà chắc là cái thế giới xe hơi này nhắc đi nhắc lại trong vòng tới nửa năm qua rồi. Và tôi cho là giá bán khoảng 870 triệu cho phiên bản cao nhất cũng không phải là một điều quá bí mật. Thực tế thì Honda Việt Nam đã bằng cách này hay cách khác đưa ra con số này để test thị trường từ tương đối lâu rồi. Và chúng ta sẽ nhận ra chiếc HR-V tiếp tục đóng vai trò một chiếc B cộng với kích thước lớn này, cấu hình mạnh và giá bán tất nhiên là cạnh tranh cả với những chiếc hạng C nữa. Ngoài ra thì thời gian gần đây một số hình ảnh hé lộ cũng cho thấy là chiếc HR-V đã thực sự rất gần ngày ra mắt ở Việt Nam rồi. Và như vậy chúng ta sẽ sớm chứng kiến một cuộc đối đầu khá thú vị, đó là chiếc Honda HR-V, một mẫu xe thuộc diện B cộng, đối đầu với chiếc Toyota Cross, một chiếc xe thuộc diện C trừ. Chúng đều xuất phát từ những thương hiệu Nhật danh tiếng và có lẽ sẽ đều cùng có nguồn gốc nhập khẩu. Rất nhanh thôi, sau khi chiếc Lexus LX rồi Lexus NX mới ra mắt, thương hiệu xe Nhật Bản đã cho ra mắt chiếc Lexus RX thế hệ tiếp theo. Và với truyền thống lặp lại thiết kế của tất cả các nhãn xe thì sẽ không có gì là bất ngờ đâu. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh tương đối quen thuộc, phần đèn chiếu sáng ban ngày, đèn hậu nối liền, thiết kế khoang xe, rất nhiều những chi tiết mà chiếc RX giống với đàn em NX hay giống với đàn anh LX. Điểm thay đổi cốt yếu ở đây đó là với nền tảng khung gầm mới, chiếc RX sẽ nhẹ đi tới 90kg. Và các bạn sẽ thấy cái phong cách thiết kế lưới tản nhiệt rất mới được xuất hiện ở đây. Nó giống như kiểu là được in 3D vào đầu xe, và tạm thời thì ở trên những cái hình ảnh xem qua internet chúng ta sẽ thấy nó tương đối lạ thôi. Còn với tôi, xe hơi vẫn phải là sờ chạm, phải trải nghiệm chúng ta mới có thể đưa ra những đánh giá chi tiết được. Với trục cơ sở được kéo thêm 60mm và chiều dài tổng thể không đổi thì tôi cho là ngồi ở hàng 2 một cách thoải mái tiếp tục sẽ là điểm mạnh khi nhắc tới chiếc Lexus RX. Mặc dù ở thế hệ cũ thì chiếc xe này tôi cũng đánh giá là có hàng 2 ngồi rất dễ chịu rồi. Và điểm mà rất nhiều người sẽ quan tâm ở đây đó là động cơ 3.5 V6 trên bản RX 350 sẽ bị thay thế bằng động cơ 2.4 turbo, thông số kỹ thuật giống hệt chiếc Lexus NX vừa mới ra mắt ở Việt Nam. Động cơ này sẽ mang tới mức tiêu hao nhiên liệu theo Lexus tuyên bố là hỗn hợp chỉ khoảng 9 lít thôi. Và với những gì trải nghiệm của tôi trên chiếc NX thì đây là một động cơ thú vị. Và nếu bạn còn coi Lexus là một thương hiệu gì đó kiểu nhàm chán, già cỗi, ông già thì tôi có một thông báo nhỏ muốn đặt ra ở đây, đó là họ đang quyết tâm thay đổi rất rốt ráo rồi. Bằng chứng tiếp theo là chúng ta ở thế hệ thứ 5 của chiếc Lexus NX sẽ có phiên bản 500H F Sport Performance. Vẫn là máy 2.4 thôi nhưng có hybrid và mạnh tới 367 mã lực, đạt được 100 km/h khoảng 5.9 giây.
Về chiếc Lexus NX, mẫu xe được coi là nền bệ cho rất nhiều thay đổi sắp tới của Lexus. Chúng tôi đã có những video rất kỹ lưỡng rồi, anh em có thể tìm lại để xem, để biết được nội thất của chiếc RX 2023 nó cũng sẽ giống như vậy. Nhiều fan cực đoan của BMW sẽ phải thốt lên là ơn giời nhìn nó không giống X7 khi chứng kiến thiết kế mới của chiếc BMW X1. Mẫu crossover cỡ dưới nhỏ này tiếp tục duy trì truyền thống thiết kế lực lưỡng và cơ bắp của BMW. Đồng thời thì nó cũng tạo ra được những con số rất ấn tượng. Một mẫu xe nhìn rất hoành tráng nhưng các bạn sẽ thấy chỉ số cản gió chỉ dừng lại ở 0,27. Và nếu các bạn có nhớ thì khoảng một vài phút trước tôi có đề cập tới việc GLC bây giờ đã thay đổi rất nhiều để đạt được chỉ số cản gió là 0,29. Và tất nhiên là với một thế hệ mới thì BMW cũng không quên nới rộng tất cả các chiều kích thước cho chiếc X1 2023. Và điểm hấp dẫn với tôi ở đây thì nằm ở trong phần nội thất. Nó vừa có những cái chi tiết rất giống với những đàn anh kiểu X5, X7 mới ra mắt, mà nó có cả những chi tiết rất khác nữa, ví dụ như phần thiết kế vô lăng hay phần yên ngựa rỗng. Yên ngựa rỗng là một chi tiết mà BMW có lẽ đã copy lại từ chính chiếc iX của họ để đặt sang chiếc X1 mới. Thương hiệu xe Đức thì cũng mới chỉ công bố thông số động cơ của phiên bản xDrive 28i thôi. Với máy 2.0 cải tiến, chiếc xe này sẽ có 241 mã lực và 400 Nm moment xoắn, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Điểm thú vị nho nhỏ dành cho chiếc xe cũng nho nhỏ của nhà BMW đó là ở thế hệ mới, các bạn có thể tùy chọn gói M Sport Package với tính năng được gọi là Sport Boost. Nó hoạt động tương tự như tính năng Sport Response của Porsche. Cuối cùng thì với tôi, chiếc BMW X1 ở Việt Nam là một mẫu xe khá khó gặp vì thực tế mà nói là phân khúc subcompact không phù hợp với nhu cầu của thị trường. Và một điều nữa cũng không thể nào phủ nhận đó là thiết kế trước đây của chiếc X1 với tôi là ít vừa mắt với người Việt Nam. Công nghệ thì sẽ luôn luôn mang tới cho chúng ta những cái trải nghiệm mới, vui vẻ, phấn khích hơn, mức độ tiện lợi cao hơn. Nhưng ở chiều ngược lại thì nó cũng sẽ tạo ra không ít phiền toái nếu chưa được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng cũng như chưa có hạ tầng phù hợp. Và mới đây thì Tổ chức Giám sát An toàn Đường Cao tốc Hoa Kỳ đã tuyên bố họ nhận được tới hơn 750 than phiền về hiện tượng phanh ma trên những mẫu xe Tesla. Tức là ở đây hệ thống phanh tự động khẩn cấp sẽ được kích hoạt khi mà không có vật cản nào được ghi nhận cả. Một thương hiệu nổi tiếng thế giới và đặc biệt nhấn mạnh vào mức độ công nghệ cao như Tesla mà còn gặp không ít rắc rối với những công nghệ này, thì việc những cái thương hiệu phổ thông hơn có những cái rắc rối tương tự tôi cho cũng sẽ là rất dễ gặp thôi. Không nói đâu xa thì ngay ở thị trường Việt Nam chúng ta, những cái tính năng phanh tự động khẩn cấp nó cũng sẽ thỉnh thoảng tạo ra những cái phiền toái đấy. Để trải nghiệm một thứ được gọi là mặt trái của công nghệ thì các bạn có thể cầm lái những mẫu xe rất hiện đại như chiếc V60 Cross Country này ở Việt Nam chẳng hạn. Đang lùi xe chậm chậm thì bỗng một người đi bộ cắt ngang qua. Và tính năng này nó sẽ phanh tự động khẩn cấp với một phong cách tương đối là đau tim cho những người ngồi cùng. Chúng ta sẽ buộc phải giải thích đó là xe nó làm thế chứ không phải anh lái như vậy đâu. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong một video recap vào một buổi tối thứ bảy cuối tuần. Hẹn gặp lại anh em rất sớm thôi, vào tuần sau với chiếc Mitsubishi Xpander 2023.